Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Mỹ tiếp tục là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 với 11,2 triệu ca. Trung bình số ca mắc mới ở Mỹ trong 9 ngày gần đây là hơn 125.000 ca. Trong khi số ca mắc mới ở Ấn Độ đã giảm đáng kể từ giai đoạn đỉnh dịch hồi giữa tháng 9, dùng thủ đô của nước này lại đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất Ấn Độ đứng thứ hai trên thế giới về mức độ thiệt hại do Covid-19, hiện cũng đã ghi nhận số ca mắc hơn 8,8 triệu ca. Còn Brazil đứng thứ ba trên thế giới về số ca nhiễm, hiện có 5,8 triệu ca mắc. Hiện nay, châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng lây là nhiễm mới nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi dịch bệnh này bùng phát. Nước Anh trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 27.000 ca mắc mới COVID-19. Tổng số ca tử vong tại Anh hiện đã vượt 51.000 ca, cao hơn tất cả các nước khác tại châu Âu và đứng thứ 5 trên thế giới sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Mexico. Pháp, Nga, Italy, Anh đã là những quốc gia chứng kiến tốc độ lây nhiễm nhanh nhất châu Âu. Với tốc độ lây nhiễm như hiện nay, Pháp và Nga sẽ dược mốc 2 triệu ca bệnh trong vài ngày tới. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 6 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 54.292.891 người. Số ca tử vong 1.317.239 người. Số ca chữa khỏi 37.807.977 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.256 người, số ca tử vong 35 người, số ca chữa khỏi 1.103 người. Còn tại Tây Ninh, số người nhiễm 7 người, số ca chữa khỏi 7 người.